Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh nhà đất Hùng Greenland bất động sản Bảo Lộc mọi người nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu lại căn nhà mới xây này cho mọi người tham khảo nha. Đây mặt tiền ngang 6. Rồi, qua đây là 6 m và sâu xuống dưới là 21 m mọi người nha. Sàn là 91 m vuông thổ cư và nhà chúng ta thiết kế một trệt, một lửng, 3 phòng ngủ, 2 toilet, phòng khách, sân đậu ô tô, điện nước đầy đủ luôn mọi người nha. Và nhà chúng ta nằm ngay giữa trung tâm xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng luôn mọi người nha. Và xã Lộc An thì cũng đã có giấy xác nhận về thành phố Bảo Lộc rồi nha mọi người. Và hướng bên tay trái chúng ta đây, đi thẳng sẽ ra công viên nha mọi người. Anh chị nào mà hay tập thể dục á, đi bộ khoảng 3 phút thôi lên công viên là tới rồi, rất là tiện luôn nha mọi người. Và hướng này là đường xuống đường số 2 nha mọi người. Còn hướng này là đường xuống đường số 1 nha mọi người. Và khu vực chúng ta đường nhựa ô tô rộng 7 m, ô tô thông thoáng luôn nha mọi người. Và từ nhà chúng ta cách trung tâm thành phố Bảo Lộc chỉ 9 cây thôi, bằng 12 phút đi xe thôi là tới rồi. Còn quốc lộ 20 chỉ 150 m thôi là tới rồi nha. Nói chung xung quanh chúng ta chợ, bách hóa xanh, trạm y tế, nhà hàng, khách sạn chỉ ban kính 3 phút đi bộ thôi là đầy đủ tiện ích rồi nha mọi người. Bây giờ mọi người cùng em vào nhà xem là cũng có những gì nha.